Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn. Xin chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài chia sẻ cách dùng cà gai leo để điều trị bệnh gan hiệu quả nhất. Cách dùng cà gai leo thế nào mới đem lại hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B cao nhất là câu hỏi được rất nhiều bệnh nhân quan tâm. Vậy phải sắp uống cà gai leo ra sao? Ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết tới thính giả. Cà gai leo là cây thuốc nam đã được các nhà khoa học Việt Nam chứng minh tác dụng điều trị bệnh gan rất hiệu quả, đặc biệt là bệnh viêm gan B, C, men gan cao, xơ gan, suy giảm chức năng gan. Sản phẩm cà gai leo Việt đã được phơi khô tự nhiên và đóng gói, không có chất bảo quản. Cây cà gai leo khô dùng để đun nước uống hàng ngày. Mùi vị cà gai leo tuy hơi đắng nhưng rất dễ uống, có thể uống thay trà. Cách dùng cà gai leo như sau, định lượng dùng 50g trên một ngày. Lượng nước sử dụng 1 lít nước. Cách dùng, lấy 50g cà gai leo rửa sạch, đun sôi 50g cây cà gai leo với 1 lít nước trong khoảng thời gian 15 phút. Chắc nước uống hàng ngày, lưu ý nên uống cách bữa ăn khoảng 30 phút. Cà gai leo có thể phối hợp với loại thuốc nào để tăng hiệu quả điều trị bệnh gan? Cà gai leo có thể dùng phối hợp với các loại thuốc, thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gan mà không lo tác dụng phụ. Khi dùng thuốc, xem cách 30 phút, sau đó mới dùng cà gai leo. Rễ cây mật nhân, cây xạ đen hòa bình, cây mật gấu, diệp hạ châu là những cây thuốc nam có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân viêm gan B. Người bệnh có thể dùng chung với các loại cây thuốc nam trên để tăng hiệu quả điều trị. Đặc biệt là rễ mật nhân và cây xạ đen là hai cây thuốc mà người bệnh ưu tiên sử dụng kết hợp với cà gai leo. Nếu dùng kết hợp được với hai loại này thì hiệu quả điều trị bệnh sẽ tăng nhanh chóng, giúp bệnh nhân sớm phục hồi chức năng gan hơn. Cách dùng cà gai leo kết hợp mật nhân và xạ đen hiệu quả nhất. Liều dùng 30g cà gai leo, 20g cây xạ đen, 10g rễ mật nhân nấu với 1,5 lít nước. Đun sôi nhẹ trong thời gian 15 phút rồi chắc nước uống hàng ngày. Lưu ý, uống cách bữa ăn 30 phút. Sử dụng bài thuốc này, bệnh nhân sẽ ăn khỏe, ngủ tốt và đặc biệt, chức năng gan sẽ được khôi phục nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Uống cà gai leo có tác dụng phụ không? Qua thực tế kiểm nghiệm cho thấy, cà gai leo không có tác dụng phụ cho phụ nữ mang thai và người sử dụng. Do đó, bệnh nhân có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Nếu thấy thông tin chia sẻ của chúng tôi hữu ích, hãy bấm like, comment, chia sẻ bài viết của mình nhé. Thảo Dược Xanh số 1, Zindu.vn. Xin cảm ơn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1, Zindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.